Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Các loài giun, sán là sinh vật đa bào sống ký sinh trong cơ thể vật nuôi. Chúng xâm nhập vào cơ thể vật nuôi thông qua thức ăn, nước uống, dụng cụ cho ăn có chứa ấu trùng giun sán. Ấu trùng đi vào cơ thể và ký sinh, phát triển thành giun, gây ra các bệnh giun sán cho vật nuôi. Tẩy giun cho vật nuôi là một hoạt động rất quen thuộc với bà con chăn nuôi, bởi việc này không chỉ được thực hiện khi vật nuôi đã nhiễm giun, mà trong nhiều trường hợp còn được thực hiện định kỳ theo từng đợt để giúp phòng bệnh cho vật nuôi. Từ đó vật nuôi sẽ phát triển nhanh, thuận lợi và cho sản lượng thịt, trứng tốt nhất. Trong kỳ phát sóng lần này, Dr. Vet sẽ giới thiệu tới quý vị và bà con chăn nuôi sản phẩm Albenol 100R của Interchemy Hà Lan, giúp tiêu diệt giun sán ở mọi giai đoạn phát triển, chỉ một lần sử dụng, bảo hộ từ 4 đến 6 tháng. Khi vật nuôi bị nhiễm giun sán, sẽ có các biểu hiện sau: cơ thể suy nhược, da, niêm mạc nhợt nhạt, gầy yếu, kém linh hoạt, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, giảm khả năng thải trừ chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Vật nuôi non chậm lớn, sức đề kháng giảm sút, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm mãn tính và các bệnh ký sinh trùng khác. Nặng hơn, giun sán ký sinh bám chặt vào niêm mạc ruột, gây tổn thương, xuất huyết ở niêm mạc ruột có thể gây tắc mật trong ruột, tắc hoặc lồng ruột, có khi vỡ ruột. Với thành phần Albendazole 100mg, Albenol 100R có phổ tác dụng rộng, giúp tiêu diệt và phòng ngừa ở mọi giai đoạn phát triển của giun tròn đường tiêu hóa, sán lá gan, sán dây. Hoạt lực cao, dùng một liều duy nhất, an toàn và không gây tác dụng phụ. Bà con chăn nuôi dùng Albenol 100R khi nào? Dùng khi vật nuôi gầy yếu, lông da sơ xác, niêm mạc nhợt nhạt. Dùng trước khi bước vào giai đoạn vỗ béo. Dùng định kỳ 4 đến 6 tháng một lần, giúp vật nuôi tiêu hóa và hấp thu tốt chất dinh dưỡng, hồng da, mượt lông, ít bệnh đường ruột, khỏe mạnh, tăng trưởng nhanh, sinh sản tốt. Hướng dẫn sử dụng: bà con pha thuốc theo liều. Dê, cừu, 1ml trên 20kg thể trọng. Trị sán lá gan, 1ml trên 12kg thể trọng. Bê, bò, 1ml trên 12kg thể trọng. Trị sán lá gan, 1ml trên 10kg thể trọng. Lưu ý, bà con lắc kỹ thuốc trước khi sử dụng. Cần hỗ trợ hay tư vấn thêm, bà con có thể gọi về số điện thoại hotline của Dr. Vet. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.